Anh chị ơi, ngay bây giờ em sẽ hỗ trợ hướng dẫn mọi người cách cài đặt về dòng camera UC 3 mắt cam dâm này. Thì ở đây sẽ có 3 dây cho mọi người này. Dây đầu tiên này là một nút khởi động. Anh chị nhấn dưới vào đây để khởi động giúp em này. Không dùng nữa thì mình đóng lại cho em là được. Ở đây là cái cọng LAN, em này sẽ kết nối bằng Wi-Fi không dây cho mình. Trong trường hợp mình muốn là mạng nó chạy ổn định hơn, anh chỉ lắp camera ở vị trí quá xa Wi-Fi thì mình dùng cái cọng LAN này mình cắm trực tiếp vào Wi-Fi cho em nhé. Cái dây còn lại là nút nguồn, dây nguồn thì mình sẽ cắm trực tiếp cái này vào cục nguồn cho em. Trong đơn hàng của anh chị là em sẽ hỗ trợ gửi kèm luôn cho mình là cục nguồn này, anh chị nối vào đây cho em. Đầu dây còn lại mình sẽ cắm vào nguồn điện này. Sau khi mình cắm điện thành công thì em này sẽ chớp sáng và sau đó sẽ xoay cho mình này. Sau khi mà nó xoay xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành là nhấn vào nút khởi động cho em. Mình sẽ nhấn nút khởi động ở cái dây này này. Đó, mình sẽ nhấn vào đây từ 5 tới 7 giây này. Sau khi nó kêu một tiếng píp như vậy rồi thì bây giờ mình sẽ vui lòng chờ tiếp để nó gọi là nó xoay cho mình nhé. Rồi, sau khi nó kêu một tiếng píp như vậy rồi thì bây giờ mình sẽ tới bước là mình sẽ mình sẽ khởi động này, mình sẽ cài đặt này. Đây. Bây giờ sau khi nó kêu như vậy xong thì bây giờ mình sẽ tới bước cài đặt. Anh chơi để có thể cài đặt thì mình cần tải giúp em cái app Juicy có giao diện như thế này. Anh chỉ tải app về, tạo tài khoản cho em nhé. Rồi, đầu tiên mình sẽ nhấn vào dấu cộng vào phía trên cùng này này. Đó, nhấn vào thêm điểm truy cập này. Nhấn vào đã hoàn thành các thao tác trên, nhấn tiếp tục. Lúc này anh chị nhập wifi của nhà mình vào nhé, tên wifi và mật khẩu wifi của mình và nhấn tiếp tục này. Nhấn vào đi tới kết nối với wifi bắt đầu bằng GW, nhấn vào đây, nhấn đá hiệu này. Thì lúc này nó sẽ hiện cho mình một cái mạng wifi của camera có tên bắt đầu bằng chữ GW ấy, thì mình nhấn vào đây cho em. Đó, sau khi là nó có dấu tích như thế này thì mình sẽ quay lại app cho em này. Lúc này mình chờ một vài phút để nó khởi động để nó kết nối nhá. Mình chờ vài phút để đang nó kết kết nối này. Vui lòng chờ đợi. Đó, loa siêu to cho mình luôn đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chờ vài phút để kết nối này. Thiết bị đã tải lên. Đó, loa bao to cho mình luôn nhá. Rồi sau khi cài thành công thì mình sẽ đặt tên cho camera này. Đây em sẽ đặt tên là ba mắt dâm này. Xong này, xác nhận này. Đó thì lúc này anh chị gọi là kiểm tra thiết bị của tôi là mình đã cài đặt xong rồi về dòng cam này cho mình rồi. Cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi cho mình luôn nhé. Đã cài xong anh chị bao nét cho mình cho dòng cam ba mắt dâm này bao nét cho mình luôn. Anh chị muốn nó nét hơn thì anh chị nhấn vào màn hình. Đó anh chị chuyển từ nếu như mà nó HD thì anh chị chuyển qua Full HD cho em. Đó thì mình nhấn vào phần cài đặt này. Anh chị nhấn vào hình ảnh và âm thanh này. Nhấn vào tăng âm lượng thiết bị lên này, chất lượng âm hình ảnh tốt lên này. Đó thì nó sẽ hỗ trợ cho mình là cái chất lượng được tốt nhất có thể cho mình. Cho nên nếu anh chị nào đang có nhu cầu thì mình tham khảo ngay cho em về dòng cam ba mắt dâm này nhé. Thank you.